Xin chào tất cả các bạn. Thì đây là số podcast đầu tiên của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Chí và mình đang trên con đường phát triển bản thân. Cuộc sống hàng ngày của mình xoay quanh vấn đề là công việc, các cái suy nghĩ của mình trong cuộc sống, các cái sự kiện xảy ra xung quanh mình, các cái kỷ niệm cũng như là các cái suy nghĩ của mình. Mình sẽ chia sẻ ở trong cái podcast này. Thì nếu như bạn vô tình đi ngang qua đây, bạn cảm thấy là anh em chúng ta có thể là những người đồng âm, những người phát triển trong cuộc sống, có nhiều những cái trăn trở, có nhiều những cái hoài niệm hoặc là có nhiều những cái kỷ niệm, những cái ước mơ, thì anh em chúng ta có thể ngồi lại với nhau, chia sẻ và tạo cho nhau những cái điều tích cực ở trong cuộc sống. Thì rất hân hạnh giới thiệu với tất cả anh em, đây là kênh podcast của Chí Lofi, là một kênh chia sẻ về những cái điều tích cực và những cái thứ mà mình trăn trở ở trong cuộc sống. Số podcast đầu tiên mình muốn chia sẻ về cái sự thay đổi của mình khi mà mình biết đến thể dục thể thao. Ngày xưa ấy, khi mà là môi trường văn phòng thì mình chỉ thích cái niềm vui, đấy chính là cuối tuần anh em bạn bè khi mà được nhận lương thì là bắt đầu chúng ta đi nhậu nhẹt, hát hò, bia rượu, thuốc lá. Đó. Thì chuyện gì đến cũng phải đến. Khi mà trải qua các cái cuộc vui vô bổ như vậy thì cơ thể bị tàn phá rất là nhiều. Và khi cơ thể tàn phá rất là nhiều như vậy thì dẫn đến là bị đau dạ dày anh em ạ. Cái căn bệnh đau dạ dày nó không chỉ là những người trẻ, những người già, và càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Khi mà bị đau dạ dày thì anh em sẽ thấy là ăn no cũng đau, ăn ít thì cũng đau, hút thuốc vào đau, và uống rượu thì cũng bị đau. Và sau khi mà bị đau dạ dày thì mình bắt đầu phải thay đổi hết các cái lịch sinh hoạt của mình. Đầu tiên là không được hút thuốc này, không được uống rượu này, không được stress, không được thức khuya, và không được rất nhiều thứ khác. Từ đây thì mình tìm đến các cái bộ môn thể dục thể thao. Và bây giờ thì mình đang gắn bó với khá là nhiều môn thể thao. Đầu tiên là tập gym, tiếp đến là đạp xe, và bây giờ thì mình cũng đã biết đến bơi lội ở hai cái bộ môn là bơi ếch cũng như là bơi sải. Mình tìm đến các bộ môn về thể thao tinh thần, ví dụ như là thiền hoặc là yoga. Đó, thì trước mắt có khoảng 5 cái bộ môn mà mình gắn bó. Ngày xưa thì mình có gắn bó thêm được cái bộ môn đó là đá bóng. Ở trong cái bộ môn đá bóng ấy, nó có một cái rất là hay, đấy chính là cái tính đồng đội. Khi mà được đá bóng thì mình cảm giác là được thoát ra rất nhiều thứ ở trong cuộc sống. Anh em có thể nói chuyện với nhau rồi kết nối với nhau thành một team. Đấy, đá trong bóng đá thì có thắng có thua. Tuy nhiên là sau mỗi cái cuộc vui ấy, thì ai cũng đều rất là thoải mái. Tuy nhiên thì ở trong cái bộ môn bóng đá nó lại có một cái hạn chế, đấy chính là cái tính cạnh tranh cũng như là cái tính va chạm ở trong cái bộ môn này rất là cao, dẫn đến là các cụ hay bảo là gãy chân thì là bóng đá, tóp má thì là điền kinh. Cái này mình thấy chuẩn luôn. Cho nên là khi mà càng ngày càng có tuổi thì mình đã hạn chế các bộ môn bóng đá cũng như là các bộ môn di chuyển nhiều như là cầu lông. Thì mình chỉ gắn bó các cái bộ môn như tôi vừa mới kể ở đây thôi. Cũng như những cái bạn trẻ khác, mình cũng bị stress ở trong công việc, mình cũng bị mắc kẹt ở trong quá khứ, những cái kỷ niệm đẹp, mình cũng trăn trở ở trong tương lai, và mình cứ bị chìm đắm trong những cái câu chuyện buồn như vậy. Và chỉ có những cái dịp cuối tuần mình mới thấy là bia rượu rồi thì những cái giải trí vô bổ nhất thời nó sẽ làm khỏa lấp những cái mảng tối ở trong tâm hồn mình. Tuy nhiên thì cái căn bệnh dạ dày nó đã làm cho mình không thể nào mà tiếp tục như vậy được. Mình bắt buộc phải tìm đến những cái bộ môn mang tính chất tinh thần cao hơn, đấy chính là thể dục thể thao. Thì cái mà mình thích nhất ở trong thể thao bây giờ đấy chính là tập gym. Khi mà mình đi tập gym thì thứ hai mình tập chân, thứ ba mình tập ngực, và thứ tư thì mình tập vai, thứ năm mình tập bụng, và các ngày cuối tuần khác thì mình dành cho các cái bộ môn khác. Khi mà mình bước chân vào bộ môn gym thì mình thấy uầy, không ngờ những người trẻ tuổi, những người lớn tuổi cứ đúng cái giờ đấy thì anh em lại ra phòng tập, nhìn thấy nhau, có thể là không biết tên nhau, tuy nhiên là đều cùng một cái chí hướng, đấy chính là phát triển
về cái cơ thể mình, phát triển bản thân. Rất là thích. Và mình bắt đầu chinh phục những cái mốc tạ. Rồi thì sau đó là các cái chế độ ăn uống. Và khi mà tập gym ấy, mình cảm thấy là cơ thể mình nếu mà có những cái stress gì ở trong công việc hay là trong cuộc sống thì chỉ cần ra tập tạ thôi, ra tập gym thôi là chắc chắn là mình được thả lỏng luôn. Mình phát hiện ra một điều, đấy chính là cái cơ thể của chúng ta ấy lúc nào cũng phải vận động. Lúc nào ví dụ như là đôi tay này là kiểu gì cũng phải được đẩy tạ, chân là phải được đi bộ, vai hông là đều phải được nhấc tạ lên, thì những cái stress, những cái căng thẳng ở trong cuộc sống sẽ được giải thoát ra một cách rất là hữu hiệu. Và ngày xưa ấy thì mình còn cố gắng tập thật nặng, tập đến cái ngưỡng ngưỡng gọi là cuối cùng luôn, không phải tập nữa thì thôi. Nhưng mà sau này thì mình thiên về cái yếu tố kỷ luật, đấy chính là không cần biết, cứ ngày giờ đấy mình sẽ đứng dậy và mình đi ra phòng tập gym 4 giờ cho đến 5 giờ chiều, không cần biết là công việc như thế nào, mình sẽ ra phòng tập gym. Và để làm được được cái điều đấy thì chắc chắn là mình phải ở cái mình phải tự chủ được ở cái phần công việc của mình. Còn nếu anh em là chúng ta làm văn phòng ấy thì anh em cố gắng là sau khi mà 5 rưỡi tan làm, anh em thay quần áo và anh em chúng ta tập từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Và tầm 7 giờ đến 8 giờ thì mình thấy phòng tập cũng khá là đông. Đấy, cho nên là chắc chắn là anh em bây giờ từ trẻ tuổi cũng như là lớn tuổi là đều biết đến cái bộ môn gym và gắn bó với nó rồi đúng không? Ở các cái số podcast khác thì mình sẽ nói chi tiết hơn về các bộ môn, ví dụ như là gym, yoga, bơi lội. Tuy nhiên thì ở đây mình chỉ nói đến lợi ích của thể dục thể thao, cho nên là mình sẽ đi vào các cái bộ môn thể thao mà mình chơi một cách rất là cơ bản thôi. Bộ môn thứ hai mà mình muốn nói đến đấy chính là bơi. Ở trong bơi ấy, thì có rất là nhiều cái kiểu bơi, ví dụ như là bơi ếch, bơi sải, bơi bướm, bơi tự do. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ chỉ nói đến hai cái kiểu bơi mà mình đã học được. Đầu tiên là bơi ếch. Đầu tiên chúng ta phải học bơi ếch trước, sau đó chúng ta học đến bơi sải, là hai cái bộ môn bơi rất là cơ bản mà mọi người đều học. Khi mà mình biết đến bộ môn bơi nhá thì mình thấy ui, thực sự đây là bộ môn rất là relax. Mình chờ đón mỗi ngày cuối tuần, mỗi buổi chiều mình được thả mình vào trong hồ bơi, và mình mua vé bơi ở hai phòng tập khác nhau để có thể là hôm nay mình đi bơi ở chỗ này, ngày mai mình đi bơi ở chỗ khác, giống như kiểu là đi đi trải nghiệm vậy, đi check các cái map anh em ạ. Rất là vui và rất là relax. Thì lúc đầu ấy mình cũng bơi kém lắm, mình bơi còn chưa được một vòng cơ, nhưng sau khi mà biết bơi, tập bơi thì cái nội lực của mình nó được tăng lên và mình bắt đầu bơi được 5 vòng, 10 vòng, và mình đang tiến tới là 15 vòng. Khi mà mình bắt đầu học bơi thì mình cũng rất là lăn tăn về cái cách đứng nước, nhưng mà anh em mà đã bơi được rồi ấy, thì thực sự là rất là thích. Uầy, cứ nghĩ đến cảnh là xì chét trong công việc, sau đó là được thả mình ở trong hồ bơi, được bơi vài vòng, bơi ếch, bơi sải, đứng nước, thật là thoải mái. Và nếu như các bạn muốn tìm một cái bộ môn nào mà thực sự relax nhá, mình khuyên các bạn nên tập bơi. Cái lợi ích ở trong bơi ấy, nó rất là nhiều yếu tố. Và cái bộ môn bơi chính là bộ môn mà mình muốn gắn bó trọn đời ở trong cái bộ môn thứ hai mà mình muốn nói đến. Cái bộ môn thứ ba mà mình muốn chia sẻ với cả anh em, đấy chính là bộ môn đạp xe. Đạp xe thì mình hay đạp vào mỗi buổi tối và mình sẽ dành ra khoảng 20 phút. Và có những hôm thì mình đạp vào buổi sáng thì mình cũng dành cho cái bộ môn đạp xe khoảng 20 đến 30 phút. Bộ môn đạp xe nó có rất là nhiều cái yếu tố rất là hay. Có những cái bài viết ở trên TikTok họ nói rằng là những người đạp xe ấy, là những người sâu mọt và gây hại cho cái nền kinh tế. Bởi vì sao? Những người đạp xe ấy, họ không mua ô tô, họ không thải ra khí thải. Những người đạp xe họ cũng gây kẹt xe, họ cũng không gây kẹt xe. Đấy, gần như là những người đạp xe họ cũng không bị ốm nữa. Đấy, đây là một bài viết rất là châm biếm về cái bộ môn đạp xe, là làm ảnh hưởng đến cái nền kinh tế phát triển của xã hội. Là bởi vì những người đạp xe họ họ quá là khỏe mạnh, họ quá là những cái người mà có sức khỏe, cho nên là gây hại rất là nhiều đến nền kinh tế. Đây là một cái bài viết đúng rất là vui. Thì cái lợi ích ở trong cái bộ môn đạp xe tôi muốn nói với cả anh em. Đầu tiên ấy, anh em cứ thử tưởng tượng các cái cảnh vật xung quanh
khi mà chúng ta đi xe máy qua ấy, nó rất là nhanh. Tuy nhiên khi các bạn đạp xe với cái tốc độ rất là chậm và chân chúng ta phải hoạt động không quá là căng, anh em chúng ta chỉ đạp rất chậm và thư giãn thôi, thì anh em có thể là hít thở không khí ở trong công viên này, anh em có thể ngắm cảnh vật xung quanh, được vận động chân tay và có thể suy nghĩ rất là nhiều những thứ ở trong cuộc sống. Thì mình quyết định là bộ môn đạp xe là một trong số những cái bộ môn mà mình sẽ gắn bó trọn đời trong cái hành trình phát triển bản thân. Và thực sự là cái bộ môn đạp xe nó đem lại rất là nhiều thứ. Sự thoải mái ở trong tâm hồn, trong cái suy nghĩ của mình khi mà mình đạp xe, mình cảm thấy rất là đồng điệu. Và mình có tham gia vào các cái câu lạc bộ, cái lúc mà mình cao trào nhá, mình có tham gia vào các cái câu lạc bộ thì có những người anh chị lớn tuổi rất là thoải mái dìu dắt các em để đi những cái cung đạp xe. Mọi người nghĩ ra những cái cung rất là hay, ví dụ như là cung Ba Cầu. Lúc đầu mình không hiểu cái cung Ba Cầu là như nào, về sau mình mới hiểu là cung Ba Cầu là chúng ta sẽ đạp xe từ cái cầu Đông Trù này, sau đó là qua đến một cái cầu gì đấy nhở, một cái cầu nữa là cầu Trương Dương thì phải, sau đó là về đến cầu Long Biên. Đó, hình như là như vậy, lâu rồi mình cũng không đạp, nhưng mà có rất là nhiều cung, hoặc là cung đi lên Đền Gióng. Thì khi đạp xe như vậy có team rất là vui, và đạp xe như vậy có thể là kết nối đồng đội, và thực sự là thoải mái khi mà ngắm những cái cảnh đẹp trong cái hành trình đường đi. Thì cái bộ môn đạp xe thực sự là cái bộ môn nó mang tính chất chinh phục. Nếu như bạn muốn chinh phục thì bộ môn đạp xe là bộ môn bạn bắt buộc phải thử. Các bạn nên mua những cái dòng xe đạp không quá là đắt. Mình thì dùng một con Gian khoảng 15 triệu. Còn rất nhiều anh em có điều kiện thì có thể là mua những cái dòng xe đạp carbon thì nó đắt hơn một chút. Tuy nhiên là cái bộ môn xe đạp nó cũng không quá là đòi hỏi sự đầu tư đâu. Các bạn có thể bắt đầu với chiếc xe đạp khoảng 2 triệu cho đến 5 triệu là đã đạp ok rồi. Đấy, không nhất thiết là phải đầu tư cao. Và cái bộ môn đạp xe nó sẽ cho bạn góc nhìn rất là hay. Ví dụ như là bạn đang sống ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, bình thường bạn đi xe máy hoặc đi ô tô, bạn sẽ nhìn thấy thành phố nó rất là ồn ào, rất là vội vã. Nhưng khi mà bạn đạp xe đạp ấy, bạn sẽ cảm thấy là uầy, không ngờ cái thành phố của mình nó đang sống nó lại đẹp như vậy, mọi người nó lại nhẹ nhàng như vậy. Thì cái bộ môn tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với cả các bạn, đấy chính là cái bộ môn đạp xe. Rồi, như vậy là tôi cũng đã giới thiệu với các bạn ba cái bộ môn rồi. Bây giờ tôi giới thiệu tiếp với tất cả anh em về bộ môn thể dục thể thao mà tôi yêu thích, đấy chính là bộ môn đi bộ. Tại sao lại không phải là chạy bộ mà lại là đi bộ? Bởi vì là tôi yêu thích những cái gì nó chậm rãi, và cái bệnh dạ dày của tôi khi mà tôi chạy thì tôi cảm thấy nó không được thoải mái lắm. Nhất là khi tôi vào bóng đá thì tôi chạy cũng không được nhiều. Cho nên là tôi chọn bộ môn đi bộ là bộ môn mà tôi gắn bó. Buổi sáng thức dậy thì nếu như mà tôi dậy sớm được thì tôi sẽ đi bộ. Khi mà đi bộ thì tôi băng qua các con phố rất là chậm, tôi đi vào các cái công viên, sau đó là đi bộ hòa vào dòng người. Thì có người già và có người trẻ. Bộ môn đi bộ thì nó không đòi hỏi các bạn quá nhiều. Các bạn có thể đi dép lê, các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái đôi giày siêu nhẹ Nike Dash. Đấy, những cái bộ môn, những cái giày hoặc là Asics hoặc là Lining. Thì hoặc là các bạn có thể đi Bata cũng được. Và chúng ta sẽ đi bộ rất là chậm, thư giãn, hít thở. Bộ môn đi bộ nó cho tôi rất là nhiều những cái trải nghiệm. Khi mà tôi đi bộ tôi nhìn ngắm những cái hàng cây, những cái dòng suy nghĩ của tôi nó tuôn ra. Rồi tôi nhìn ngắm mọi người, nhìn ngắm cảnh đẹp. Lúc đấy thì tôi cảm thấy rất là thư giãn. Và một ngày bắt đầu tôi nghĩ là nó không quá là căng thẳng. Ví dụ như một ngày bắt đầu mà một buổi sáng mà bạn bắt đầu vào bộ môn bóng đá nhá, thì thực sự là cơ thể nó sẽ đốt rất là nhiều calo. Hoặc là buổi sáng thức dậy mà bạn đã đẩy tạ rồi, bạn lao vào tập gym rồi thì tôi nghĩ là nó cũng không tốt. Buổi sáng thức dậy bạn nên dành cho những cái bộ môn như là đạp xe. Đấy, đạp xe hoặc là đi bộ. Còn những cái bộ môn thiền thì tôi nghĩ là buổi sáng thức dậy bạn nên vận động trước, rồi sau đó thì bạn hãy thiền.
Thì khi mà cả tôi gắn liền với cái bộ môn đi bộ ấy, tôi cảm thấy uầy, cơ thể của mình thoải mái quá. Được ngắm nhìn mọi thứ, chân cơ thể được đi lại nhiều, và tôi cũng không đi đi quá là xa đâu anh em. Một ngày tôi chỉ đi bộ khoảng vài cây số thôi, rất là ít. Sau đó là tôi đi ăn sáng và quay trở lại với cả công việc. Ở trong cái video sau tôi sẽ nói về cái lợi ích của việc đi bộ. Tuy nhiên thì đây là một cái bộ môn mà tôi khuyên anh em nên gắn bó trọn đời. Thực sự bộ môn đi bộ là cái bộ môn mà tôi cực kỳ tâm đắc. Rồi, đến cái bộ môn tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với cả anh em, đấy chính là bộ môn thiền. Nếu như các cái bộ môn trước nó mang tính chất thiên về cơ bắp, thiên về vận động, thì bộ môn thứ hai thì bộ môn thiền này nó thiên về cái vận động trí óc nhiều hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà bạn trải thảm ra, bạn ngồi, sau đó là bạn nhắm mắt vào và chỉ quan sát cái hơi thở của mình. Nhiều bạn nói là khi mà thiền sâu thì họ có thể là đến những cái level này có thể mở được những cái con mắt thứ ba chẳng hạn. Tôi thì tôi không hướng đến những cái điều đấy. Tôi chỉ thích coi thiền là cái bộ môn thể dục tâm trí thôi. Đấy, rất nhiều bạn trẻ thì các bạn ấy thiền sâu hơn và các bạn đấy có thể là quan sát cơ thể mình rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi coi bộ môn thiền ấy nó chỉ đơn giản là cái bộ môn thể dục tâm trí. Cho nên là tôi ngồi tôi chỉ quan sát hơi thở. Đấy. Quan sát hơi thở và chỉ thở thôi. Lúc đầu ấy thì tôi thiền vào buổi sáng sớm. Sau này thì tôi mới hiểu được là thiền không nhất thiết là phải nhắm mắt. Và thiền bạn có thể thiền mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể quan sát bản thân mình mọi lúc mọi nơi, chú ý vào hơi thở. Đó thì đấy gọi là thiền động. Và tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu về thiền. Thực sự là như vậy, mọi người ở trên mạng hay chia sẻ là thiền nó sẽ đưa bạn đến cảnh giới này, cảnh giới kia, tôi không muốn. Tôi nói thẳng là tôi không muốn. Tôi chỉ muốn là thiền là thực sự là nguyên thủy cơ bản, là làm cho cơ thể hoặc là tâm trí tôi được thoải mái, thư giãn. Thì tôi tìm đến thiền thôi. Đấy, cho nên là tôi ngồi quan sát hơi thở. Và một điều rất là hay khi mà tôi phát hiện, nếu như mà chúng ta không mong cầu bất kỳ điều gì thì mọi thứ nó sẽ đến với cả chúng ta. Cái điều này là rất là chính xác luôn anh em ạ. Ví dụ như là anh em ngồi thiền mà anh em mong muốn là phải tôi ngồi thiền tôi phải được cái này này, tôi phải được cái kia này, tôi phải được thư giãn, tôi phải được đến cõi này cõi kia, tôi phải mở được luân xa ra chẳng hạn, thì đấy là cái sự mong cầu rồi. Tôi chỉ thích là ôi hôm nay mình ngồi mình nhắm mắt thư giãn, mình hít thở, mình quan sát cái bản thân mình đấy, mình quan sát tâm của mình như thế nào, thật là thoải mái, thật là thư giãn. Và đấy là một bộ môn thể thao mà mình có thể là gắn bó suốt cuộc đời. Thì bộ môn tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với cả anh em, đấy chính là bộ môn thiền. Những cái lợi ích của thiền mang lại ấy, nó rất là hay. Nếu như bạn chỉ vận động thể xác thôi thì nó không thể nào mà trọn vẹn được, bởi vì chúng ta có thân, có tâm và có trí. Vậy thì bộ môn các cái bộ môn gym, bơi, đạp xe, đi bộ nó giúp cho thân khỏe mạnh. Nhưng mà còn tâm, còn trí tuệ thì những cái bộ môn khác nó sẽ giúp ích rất là nhiều. Bộ môn thiền là một trong số những bộ môn mà chúng ta nên gắn bó. Và bộ môn tiếp theo tôi muốn chia sẻ với cả anh em, đấy chính là bộ môn yoga. Bộ môn yoga là một bộ môn dành cho cả nam lẫn nữ. Thì nhiều anh em hỏi là, uầy, ông là nam mà ông cũng tập yoga á? Nhiều anh em đâu có hiểu rằng yoga nó không phân biệt nam nữ. Và nếu như bạn nhìn một cái người phụ nữ nào, họ có sức khỏe về phần cơ bắp, về phần hình dáng, và bây giờ họ có cái sự mềm dẻo trong cái bộ môn yoga nữa, thì người phụ nữ đấy sẽ toát lên cái khí chất rất là đẹp và thu hút rất là nhiều ánh nhìn. Bộ môn yoga nó ảnh hưởng đến xương rất là nhiều. Nhưng mà tôi cũng hiểu được là cấu tạo xương của người đàn ông nó sẽ khác với cấu tạo xương của chị em phụ nữ. Cho nên là nếu như mà bạn tập yoga ấy, thì tôi khuyên là chúng ta nên tập những cái phần cơ bản kiểu yoga thôi. Đừng tập quá sâu, bởi vì là những cái động tác nâng cao thì về phần xương ấy, người phụ nữ có cái phần mà mềm dẻo hơn của người đàn ông. Cho nên là cá nhân tôi thì tôi chỉ tập cơ bản thôi. Tôi chỉ tập khá cơ bản về cái phần yoga thôi. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ nào có thể kết hợp được yoga cũng như là gym thì người phụ nữ ấy sẽ rất là đẹp. Và trong cuộc sống tôi cũng quen rất là nhiều bạn tập gym và kết hợp yoga. Rất là tuyệt vời.
quay trở lại với cái vấn đề hành trình phát triển bản thân, tại sao tôi lại chọn yoga? Tôi cảm thấy là cái việc mà tôi ngồi một chỗ, sau đó là kéo tấm thảm ra, chọn một cái vị trí rất là đẹp, nghe một bản nhạc du dương, sau đó là mở các cái kênh chia sẻ về yoga nhập môn, đấy, những cái động tác yoga cơ bản để kéo giãn cơ này, về phần xương, tay cũng như là hông, vai, chân, tôi cảm thấy rất là relax. Cuối các cái buổi tập gym ấy thì tôi hay tập giãn cơ, và tôi có lồng thêm những cái bài yoga cơ bản ở đấy. Tôi cảm thấy rất là thoải mái. Và chắc chắn rồi, bộ môn yoga là bộ môn mà tôi sẽ gắn bó suốt đời. Nhưng mà tôi cũng biết được là cấu tạo xương người đàn ông như tôi vừa nói không thể nào mà uốn dẻo được, cho nên là tôi cũng sẽ tập khá là cơ bản thôi. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em các cái bộ môn mà tôi gắn bó hiện tại sau khi mà tôi trải qua căn bệnh dạ dày. Tôi không bài xích những cái môn thể thao khác, ví dụ như là cầu lông, bóng bàn, bóng đá, nhưng mà các cái bộ môn đấy với cái thể trạng của tôi thì tôi cảm thấy không hợp, cho nên là tôi không gắn bó. Tuy nhiên thì tôi cũng là người rất là yêu thích bóng đá, cầu lông cũng như là bóng bàn. Điền kinh thì tôi chạy hơi bị hụt hơi cho nên là tôi chưa tham gia, nhưng mà có thể là sau này tôi sẽ tiếp tục thử sức bản thân mình vào các cái lĩnh vực khác, vào các cái môn thể thao khác. Bởi vì là cuộc sống mà, là những cái sự trải nghiệm. Nếu mà tôi chỉ gắn bó với những cái bộ môn này thôi thì tôi sẽ bỏ lỡ những cái niềm vui khác ở trong cuộc sống. Và tôi nghĩ là như thế này, đây là các bộ môn mà mình đang gắn bó. Tuy nhiên thì sau này khi mà đã ổn định rồi, sức khỏe mình phát triển được, thì mình sẽ gắn bó thêm các cái bộ môn khác, trải nghiệm những cái bộ môn khác để mình có thể là cảm nhận được niềm vui ở trong cuộc sống. Và nếu như các bạn chỉ cần các bạn gắn bó với những cái bộ môn thể thao nào đó ở trong cuộc sống thôi, thì bạn sẽ thấy là những cái vấn đề, những cái stress ở trong cuộc sống của các bạn, nó chỉ đơn giản là cái suy nghĩ của bạn ở trong tâm bạn thôi. Và khi mà bạn ngồi nhìn ngắm cái suy nghĩ đấy, bạn sẽ cảm thấy là nó không có thực, nó chỉ là khởi phát rồi nó lại tự mất đi. Bản thân mình cũng vậy nhá, mình cảm thấy những cái suy nghĩ ở trong đầu nó tự khởi phát, xong rồi mình tự ấm ức, rồi mình lại tự mất đi. Nó đến từ ký ức tuổi thơ, nó đến từ nỗi lo của tương lai, nó đến những cái vấn đề mà bạn không được như ý ở trong cuộc sống. Đến rất là nhiều thứ, đúng không? Và lời khuyên của tôi dành cho những anh em nào chúng ta nghe được podcast này là anh em chỉ đơn giản là chúng ta tìm đến thể thao thôi. Và khi mà tìm đến thể thao thì lời khuyên của tôi ấy, nếu như các bạn có những cái người đồng hành thì rất là tốt. Ví dụ như là ngày xưa đá bóng, có những anh em cùng đá bóng với nhau thì rất là vui. Tuy nhiên thì trong cuộc sống ấy, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là có những cái người đồng hành ở trong cuộc sống. Và cái việc mà chúng ta phải tự phát triển bản thân một mình, tự tập thể thao một mình và tìm niềm vui ở trong thể thao, thì anh em sẽ cảm thấy là không có ai chúng ta cũng vẫn xách giày đi bộ được, không có ai chúng ta vẫn đến phòng gym bình thường và chúng ta cảm thấy vui, bởi vì thể thao nó là bạn của chúng ta rồi. Anh em hay suy nghĩ là ôi, mình đi tham dự thể thao, mình đi bộ là bởi vì mình có người bạn để nói chuyện. Không phải. Cái người bạn đấy có thể ngày mai người ta bị ốm hoặc là người ta không đi theo cái hành trình này được. Thế người bạn đấy ốm thì chúng ta dừng lại cái hành trình phát triển bản thân à? Không được. Cái người bạn đấy là khác. Nhưng mà cái người bạn mà gắn bó với bạn suốt đời, đấy chính là người bạn thể thao. Bạn bắt buộc phải đi cùng cái người bạn đấy. Đi tập gym một mình cũng được, đi bộ một mình cũng được, bơi một mình cũng được. Nếu mà có bạn đồng hành thì tốt. Nhưng mà nếu như vì một cái lý do gì đó, người bạn đồng hành của mình không đi theo cùng mình được, thì mình phải tự đi một mình. Bởi vì chúng ta đã có một cái người đồng hành, đấy chính là thể dục thể thao. Và bây giờ bạn đã có thêm một người đồng hành nữa rồi, đấy chính là bạn vô tình nghe cái podcast này. Và bạn có thể là bạn theo dõi tôi, thì bạn biết đâu đấy thì là tôi là một trong số những cái người chia sẻ ở trong cái mạng xã hội này. Thì tôi có thể đồng hành cùng bạn, tôi có thể chia sẻ những cái vấn đề ở trong cuộc sống. Anh em chúng ta mắc phải điều gì, những cái sự kiện đang xoay quanh ở trong cuộc sống của chúng ta, thì những người đồng âm, không phân biệt là nam hay là nữ, anh em chúng ta ngồi lại với nhau, lắng nghe, chia sẻ chân thành, trao cho nhau những cái điều tích cực. Đấy là điều rất tốt, phải không anh em? Rồi, podcast này thì nó cũng đã là dài rồi, 25 phút. Thì ở các cái podcast sau thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ chỉnh chu hơn,
Tuy nhiên thì tôi là cái người sống khá là thoải mái, tôi nghĩ gì thì tôi nói đấy. Và cuộc chơi này là nó không vụ lợi, cho nên là tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái hành trình phát triển bản thân của mình, các cái điều tôi đã ngộ ra ở trong kinh doanh, ở trong cuộc sống, ở trong cái ứng xử trong xã hội. Rất là hy vọng là anh em sẽ đón nhận. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái podcast sau nhé.